khi các dự án đi thi Hoa hậu. Kiên cường, bản lĩnh, vượt mọi thử thách, Đồng Đăng Trà Lĩnh đến từ Cao Bằng. Độc đáo, sang trọng, tinh tế, Cầu Bình Minh đến từ Quảng Ninh. Xinh đẹp, thơ mộng, đường cong thu hút, Đèo Friend đến từ Lâm Đồng. Bạn ấn tượng với Hoa hậu đến từ đâu nhất? Hãy comment cho mình biết nha.